Chào mừng các bạn đã đến với kênh The Anh LDA. Trong video chia sẻ hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một dự án mainnet. Chúng ta sẽ làm ở trên testnet anh em nhé. Dự án thì có mainnet riêng, ý mình là mainnet riêng. Dự án này có tên là Loom Crypto và dự án này mình đến check ở trên Crypto Rank thì dự án nhận được sự đầu tư là 2 triệu đô. Dự án nhận được từ gì đấy mình đọc không giấy tốt lắm. Nói chung là có một số các cái KOL cũng đầu tư rót vốn dự án này và cái quỹ nó Sequoia này thì cũng là một cái quỹ mà chúng ta đã thấy qua khá nhiều dự án cũng đã có cái quỹ này rót vốn rồi. Và quỹ này cũng nguồn vốn cũng mới được rót vào giai đoạn cuối năm hay đầu năm đấy, 2022. Đấy, thì đây cũng là một cái dự án mà chúng ta có thể tham gia được. Những cái dự án có vốn thì có thể là họ sẽ chạy được. Và trong bây giờ thì chúng ta sẽ tham gia vào dự án với những bước như sau. Trước tiên là chúng ta sẽ có một cái phần đó là các bạn sẽ điền cho mình một cái form. Cái form này đó là form Yên Asset. Ở phía bên nguồn thì không có nhưng mà mình thì có anh em nhé. Mình thì có. Đấy, mình dẫn cái form này để cho anh em ra làm cho nó đầy đủ, đúng không ạ? Từ đã, xem nào. Cái này là caster là gì đây? Mục đích sử dụng của bạn là gì? Thế thì các bạn cứ chém bừa ra thôi. Nói chung là những cái gì mà nó có lợi cho dự án người ta ghi ra. Vốn mỗi tháng của bạn. Đây mình sẽ ghi ở cái mức C đi. Ta điền email và ta nút submit nhé. Rồi nó cũng rất đơn giản với tôi. Thì cái form này anh em nếu mà có điền cũng được mà không điền thì cũng được. Nhưng mà mình khuyên là nên điền. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với các cái nội dung của dự án. Bây giờ chúng ta sẽ tích hợp cái mạng. Thì bây giờ mình sẽ mở cái giao diện expand từ cái lát nữa thì tích hợp sau nhá, lát nữa tích hợp xong ta chuyển cầu trước đây. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy là ở đây nó sẽ có một số các cái phâu. Trước tiên là cái phâu ở bên Polygon chúng ta claim trước đây. Ta claim cái phâu này trước, phâu Polygon đây mình dẫn luôn cho anh em nhé. Phâu này thì nó sẽ có rất nhiều mạng khác nhau nhưng mà chúng ta sẽ claim ở trên mạng gì nhỉ? Cầu đó là cầu ZK à? Cầu ZK anh em ạ. Ta sẽ claim ở trên Polygon ZK nhé. Phải connect Discord thì mới nhận được cái token. Chúng ta không cấp quyền này, chúng ta sẽ phết. Đừng có cấp quyền là quyền văn bản này nhé, là không tốt đâu. Ta sẽ submit này. Rồi các bạn sẽ nhận được 0,2 matic trên cái mạng Polygon ZK này. Ta sẽ phải join vào cái Discord của nó thì mới nhận được cái phần thưởng này. Ok, cái phần testnet này. Discord. Mình bị full kênh nhưng mình sẽ thoát bớt một số các kênh. Cái Discord này thì cái nào mình cũng cảm thấy nó quan trọng. Thôi chắc thoát cái này. Xin anh em ít phút nhé. Mình sẽ cần phải thoát bớt một số các kênh mạng xã hội thì xin anh em một ít phút thôi. Rồi chúng ta sẽ ấn vào Asset Invite. Chúng ta cứ join rồi nó thoát luôn được mà. Chúng ta claim xong ta thoát. Ở đây nó hỏi là cóp là con bò. Rồi. Ta ấn vào cái biểu tượng đầu tiên. Rồi giờ này thì paste ví được rồi. Kết correct lại nhé. Lần này claim được rồi vì mình đã doi đi code rồi mà, đúng không ạ? Nộp này, confirm. Rồi chúng ta sẽ chờ đợi khoảng một vài giây. Ở đây thì nhân tiện các bạn cũng add luôn, có thể add luôn token vào trên ví chúng ta. Polygon ZK đấy. Rồi bên này thì chúng ta sẽ nó cần ETH nhưng mà ở đây có ETH đâu. Rồi đây, sorry anh em một tí. Chúng ta sẽ claim ETH à? Rồi, claim ETH. Đấy, chúng ta có được claim thêm một lượng ETH rồi, mình sẽ xem lại cái lệnh dần hơn. Đúng rồi, được 0.02. Hôm nãy mình có ít thôi, bây giờ thì đã có tăng rồi, thử xem là có claim được không. For này thì chỉ cho phép chúng ta claim 5 phút một lần thôi. Thì các bạn cũng không cần phải chuyển sang nhiều. Sẽ đi loát lại trang nhé, loát lại trang để update. Cái phone này nó cho chúng ta claim 5 phút một lần, mình sẽ chuyển vào đây 0702, 5 phút nữa mình sẽ lấy thêm, sau mình còn làm. Đây. Đấy, chúng ta sẽ dùng cầu chuyển đổi, chúng ta chuyển vào đây là 0702 đi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào đây, chúng ta vào cái phâu của bọn nó nhé. Tiếp theo là cái phâu nữa này. Cái này là cái phâu của bọn dự án. Thì bây giờ trước tiên chúng ta muốn claim thì từ có khi là được rồi. Có khi là chúng ta sẽ claim ở trên mạng Polygon ZK EVM. Rồi, cứ claim trước đã, bây giờ chúng ta sẽ dùng cái, bây giờ add mạng nhé. Bây giờ sẽ chuyển cầu tiếp là chuyển cầu token này. Thì bên nguồn ghi là chúng ta sẽ bridge 3 token từ Polygon đến Loomer đến Polygon và ngược lại, withdraw gửi đến một người bạn là một địa chỉ ví. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ làm nhé. Tiếp theo là phần token. Token thì vừa rồi nó có cả contract luôn, mà mình lại ngu quá, mình lại thoát ra rồi. Không sao. Đây, chúng ta sẽ mở sang cái này. Không phải rồi. Exploit đây, chúng ta sẽ mở sang Exploit, chúng ta lấy contract cũng được. Đây là mày nét rồi. Cái mình cần là test hết cơ. Các bạn chờ tí. À đây rồi, bây giờ nó hiển thị anh em ạ. Tức là chúng ta cũng không cần phải thêm token. Tức là bây giờ nó mới update, các bạn chờ một lát nó sẽ update vào nha. Bây giờ mình sẽ chuyển coi sang. Trong trường hợp này thì mình sẽ chuyển sang là 5 WBTC này. Rồi chúng ta ấn vào like này, cái thao tác này sẽ là thao tác gửi quyền contract. Rồi close này. Tiếp tục chúng ta chuyển tiếp là DAI này. Nhìn chung là mạng này thì nó cũng rất là nhanh, mạng Polygon ZK EVM rất là nhanh thôi. Cái này các bạn vừa săn Nume, các bạn Lumi, chúng ta vừa săn được Traytic ở bên ấy nữa, bên ZK nữa. Mặc dù là ZK thì bây giờ cũng ra mainnet rồi. Tiếp theo là USDC này. Nói chung là chúng ta cứ chuyển ra chuyển vào hết thôi. Rồi. Tức là ở đây nó ghi là chúng ta đã chuyển 3 lần rồi. Chuyển cầu 3 lần rồi. Các bạn không được chuyển thêm. Được chưa? Thử nhé. Tức là cho chuyển cầu 3 phát thôi. 3 nháy thôi. Không được chuyển thêm. Đúng rồi. Mình sẽ speed up này. Ok. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ tích hợp mạng để wit nha. Đây là thông số tích hợp mạng này. Đây. Add mạng và add network này. Cái này thì chỉ có tích hợp thủ công thôi, không có tự động. Đấy, một số anh em bảo là admin toàn tuyển rep thôi. Những kèo này thì lấy đâu ra rep đúng không anh em? Mà vẫn lên video bình thường cho anh em thôi. Đấy, anh em phải thông cảm bởi vì là KOL thì phải vậy. Mình không có thu nhập thì đồng nghĩa với việc mình cũng không chia sẻ đúng không ạ? Đấy. Nên là cũng phải có một số các kèo tuyển rep. Thực ra thì không tránh được vì Arop nó như thế mà. Chúng ta sẽ tiếp tục là bây giờ chúng ta sẽ quit nhé. Quit thì đừng quit hết anh em ạ. Chúng ta quit khoảng 3 thôi, để lại ở trên ví Telnet để nói nhé. Quên tích hợp mạng là mà chưa reload lại trang. Đây, reload lại trang nào. Rồi, giờ thì quit trước này, quit còn bit trước này. Quit đừng quit hết, chúng ta quit khoảng 4 thôi. Quit một phần thôi nhé. Mình xem nào. À, được rồi anh em này. Sau một hồi nỗi thì cuối cùng thì cũng được này. Đấy. Ken đang rút tiền. Rồi tiếp theo. Tức là nó sẽ có thể nó sẽ báo lỗi, nhưng mà chúng ta vẫn cứ làm được thôi. 4. Chúng ta rút 4 thôi nhá, để ra một cái lượng nhá, để ra một lượng dư. Chúng ta chuyển sang đài này, rút 4 này. Hình như là nó có tính phí. Cứ ấn thôi, các bạn cứ ấn thôi nhé. Nó báo lỗi cứ ấn nhé. Ấn lại nhiều lần là nó sẽ cho chúng ta quit. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quit tiếp là ETH nhé. Đừng quit hết. Lỗi cũng cứ ấn nhé. Lỗi cũng cứ ấn. Nó sẽ trừ phí đai anh em ạ. Nó trừ phí bằng đai. Nên chúng ta phải để dư ra một lượng đai để chúng ta trả phí nhé. Đây là mình sẽ ghép thêm một cái lượng token nữa. Cũng dễ thôi mà anh em. Tức là 24 giờ chúng ta mới được cờ request một lần. Để cái này thôi, cái này bỏ. Đấy. Và bây giờ các bạn có thể xem session history ở đây, những cái lệnh chúng ta đang thực hiện này. Rồi, về cơ bản là chúng ta đã xong. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần là gửi token tới một người bạn. Ok. Gửi token đến một người bạn. Đây, bây giờ chuyển sang mạng Loom Crypto, mình sẽ xem được. Phải add được cái con token vào trong ví nữa cơ. Impo. Nè đó. Không gửi được đến một người bạn, token đến một người bạn, chúng ta sẽ áp dụng phương pháp khác. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển đến một cái ví khác. Ví dụ ở đây mình có một cái ví đây. Ví này chẳng hạn. Copy này. Mình sẽ gửi một cái lượng endai đến. 0,1 nhé. Sẽ mất một lượng endai làm phí. Đấy. Ra gửi vậy là xong thôi. Dạ. Yeah. Dễ đúng ạ, vẫn không được. Thử xem cái lệnh bit xem nào. Tham lưu bit. Lấy cái hash của nó, lấy hash của nó để add Bitcoin. Không lấy được. Không lấy được anh em ạ. Thôi cái nhiệm vụ gửi thì các bạn có thể làm sau. Thực ra nó cũng không quá quan trọng là các bạn đã chuyển cầu rồi. Đấy, cơ bản là cái nhiệm vụ Arop nó chỉ có thế thôi. Bây giờ mình sẽ chia sẻ đến anh em video hướng dẫn anh em tham gia vào cái dự án Nume Crypto này. Hy vọng đây là một dự án mà anh em sẽ có tiền. Cảm ơn mọi người video và xin chào các bạn giờ tiếp theo.